Hiện Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật. Vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lắng nghe từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người sẽ lắng nghe từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, hẳn là các bạn trẻ đã nghe và phần nào thuộc bài hát Làm Dấu của nhạc sĩ Lê Đức Hùng, muốn diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôn mà Quang Tùng đã hát. Trong ca từ của mình, vì nhạc sĩ này đã viết: Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Nhạc sĩ này biết tiếp: Mỗi lần làm dấu thánh giá, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên giống chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm cầu, dấu ấn tình yêu, nhắc nhở con luôn gương lòng đến Chúa. Đó là một việc Ba Ngôi mà trong từng ngày sống chúng ta tuyên xưng ít là hai lần trong ngày, khi chúng ta làm dấu, thức dậy và ban tôn trước khi đi ngủ. Vậy nên khi tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ, tôi không đi vào một thảo luận thần học thánh kinh nào để khám phá mầu nhiệm Ba Ngôi như thế nào, nhưng tôi muốn ông bà chị em cùng tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với mỗi người chúng ta. Trước tiên, đó là tình yêu của Chúa Cha. Ngài yêu thương thế gian bằng một tình yêu cao vời trọn vẹn, hy sinh đến cùng, đến độ thí mang con mình cho trần gian, để trần gian tự xử lý con của mình. Qua cách xử lý rất đến tâm của con người mà họ được cứu độ. Như thế, tình thương tuyệt vời của người cha là để cứu sống, chứ không bao giờ giết chết. Vì mục đích của Thiên Chúa đến với nhân loại không phải để lên án nhưng để cứu vớt, không phải để xét xử nhưng để mời gọi con người trở về trong tình yêu của Thiên Chúa, dẫu họ có xử lý người con của Ngài nhân tâm đến đâu, Ngài không thực hiện, miễn là con người được cứu độ và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Thứ hai, tình yêu của Đức Giêsu. Để thực hiện ý Chúa Cha thi hành kế hoạch cứu độ mầu nhiệm của Cha mình bằng sự vâng phục một cách tuyệt đối trong tự do, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Đó là con đường tự hủy, không còn giữ trong mình đồng hành với Thiên Chúa mà trở nên người như chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được điều này, tôi yêu bài trên và tôi hạnh phúc, vì chúng ta có Thiên Chúa giống chúng ta, là người như chúng ta, không khác gì chúng ta cả. Cũng ăn uống, cũng hít thở, cũng có tay, có mũi, có chân, cũng làm việc, cũng đi, cũng khóc, cũng cười. Ngài chấp nhận bỏ tất cả những gì mình có và mình là để thực hiện con đường yêu thương của Thiên Chúa. Con đường ấy chẳng giống ai đang ở trong địa vị cao sang mà lại hạ mình trở thành một con người cùng khổ và chết một cách nhục nhã. Tình yêu này chỉ có một không hai trong lịch sử nhân loại. Đó là tình yêu mà Chúa đến với tôi, với ông bà anh chị em và Ngài dành hết cho chúng ta. Thứ ba, tình yêu của Chúa Thánh Thần.
Một tình yêu mang đến đổi mới, thánh hóa trọn vẹn con người tội lỗi của chúng ta, biến chúng ta trở nên tạo vật mới trong Thiên Chúa. Và ngày hôm nay bởi anh em dự tổng của chúng ta khi đổ nước thánh hóa bởi rửa ý thức rửa tội, thánh thần sẽ làm mới toàn bộ con người của bảy anh em dự tổng này để họ trở nên tạo vật mới trong Đức Giêsu Kitô, trở nên người con được gọi Thiên Chúa là Cha nghiêm tử của Thiên Chúa. Thánh thần đổi mới tất cả, đổi mới từ trong ra ngoài. Khi chúng ta đọc kinh cho thánh thần, chúng ta vẫn xin sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta. Như vậy mình lấy ba ngôi, tôi mời gọi bà anh chị em và các bạn trẻ, chúng ta thiết kế cho mình một con đường yêu thương cho riêng mình như Thiên Chúa ba ngôi đã yêu thương chúng ta. Chúng ta nhìn lên Chúa Cha để chúng ta học lấy tinh thần yêu thương cho đi, để luôn luôn xóa bỏ hận thù ngăn cách giữa người với người, để xây dựng và kiến tạo một sự hiệp nhất, để rồi thế giới không còn chiến tranh chết chóc hận thù, nơi cộng đồng chúng ta không còn chia rẽ, nơi gia đình chúng ta luôn là sự hòa thuận và ấm êm. Nhìn lên Đức Giêsu Kitô để mỗi người chúng ta học bài tự hủy, nghĩa là biết chút bỏ tất cả những ý riêng của mình để tìm và thực hiện ý Chúa, bỏ đi những gì đã đóng băng trong con người cũ của mình để mở lòng ra với mọi người, bất kể đó là ai, cùng tôn giáo của chúng ta, lương dân hay ngay cả những kẻ thù, những người chúng ta không bằng lòng hay có thiện ý. Và cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta luôn làm mơ lại suy nghĩ, cử chỉ, hành động của mình theo thánh ý của Thiên Chúa. Bởi lẽ không có thánh thần, chúng ta không thể đổi mới và không thể làm lại con người của mình. Vậy nên mừng lên Chúa Ban Ngôi mới thực sự mang lại ý nghĩa và mang lại giá trị tinh thần cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, chứ không còn là một khảo luận thần học thánh kinh cao vời của một Thiên Chúa trên cao mà chúng ta không thể hiểu, mà là một tình yêu thật gần với chúng ta trong cuộc sống của mỗi người. Với bảy anh chị em dự tổng ngày hôm nay, chúng con trở thành người Kitô hữu sau nhận Đức Thánh Linh. Điều cha mong muốn đó là chúng con trở nên một Kitô hữu tốt. Và ngày hôm nay cha tái sinh chúng con trong bí tích rửa tội, bí tích lên sức, và trao ban cho chúng con sức mạnh ân sủng của ý thức thánh thần. Tôi cảm ơn những người đã cộng tác với cha Nguyễn Trạch Sĩ Đăng Anh trong lớp diễn tập này. Và khi tôi trở về đây, công vẫn tiếp tục công việc dạy giáo lý cho anh chị em diễn tập. Tôi cảm ơn ông Trinh Thần, tôi cảm ơn ông Hành Chất, tôi cảm ơn ông Tiến, tôi cảm ơn ông Trần Phương, tôi cảm ơn chị Trang, trưởng giáo lý đã vất vả nhọc nhằn với lớp giáo lý hôn nhân và lớp giáo lý dự phòng. Tôi âm thầm cầu nguyện cho các vị, và tôi tiếp tục mời gọi các vị cộng tác với tôi trong công việc hướng dẫn và đưa những anh em dự phòng về với Chúa trong các lớp giáo lý ở tại giáo xứ này. Ngày hôm nay tôi nhìn thấp thoáng ở dưới, đâu đó có những cha mẹ của những anh chị em dự tổng đi dự lễ, mà tôi đã bỏ lời với anh chị em dự tổng hãy mời cha mẹ, bạn bè cùng chúng con đi dự lễ. Tôi xin cảm ơn các gia đình, những người cha người mẹ đã sẵn lòng cho con của mình trở lại với đạo Công giáo. Tôi ý thức rằng ông bà anh chị em đã sinh con cái của bạn chị em ra trong thân xác, nuôi anh chị em con cái của chúng ta lớn cho đến ngày hôm nay. Đó là trách nhiệm và bổn phận của những người cha người mẹ hướng dẫn và giáo dục con cái. Thì ngày hôm nay, với tư cách là cha chính xứ, tôi tái sinh sinh lại con cái của bạn chị em trong giáo hội. Tôi cũng đồng trách nhiệm với ông bà anh chị em là một người cha. Để rồi tôi xin ông bà anh chị em cùng cộng tác với tôi hướng dẫn con
yêu thương, sống tốt hơn trong đời sống xã hội, trong đời sống tôn giáo và cả trong đời sống gia đình, biết thả yêu, tin yêu, vâng phục cha mẹ của mình. Xin cho tôi cùng cộng tác với ông bà anh chị em để hướng dẫn giáo dục những anh chị em dự đoạn ngày hôm nay mà tôi tái xin các anh chị này trong nghi thức rửa tội. Xin chân thành cảm ơn mọi người và tiếp tục cầu nguyện cho tôi, cho những người phục vụ trong lớp giáo lý dân tộc và hôn nhân các riêng hôm nay cầu nguyện cho bảy anh chị em diễn đạo gia đình.